cả mọi người đã quay trở lại với nay em mình rảnh rỗi chả biết chả có việc gì làm hỏi quá nay anh em mình sẽ chế có biến món dừa kho không chưa đấy à thạch dừa thật đây này anh mới biết làm thạch đây chỉ cần đun với nước là nó thành thạch mà người ta phải có nhà máy sản xuất người ta làm đấy người ta sản xuất hết rồi đấy mình thấy à múc phát đấy đổ ở đây hòa với nước dừa thế là xong anh thì làm không sự tao cái gì tôi chả làm được quan trọng là thành thái quan trọng là người ta gọi là gì quan trọng gọi là là chả biết làm cái gì không biết ăn đồ này ngon này này giống chắc đúng rồi quá chắc là giống đấy tôi chết ta cái này hết hạn sử dụng rồi mua cái lý rồi ôi. Mày ra đổi đi mày ra đổi đi em biết mua đâu mày đổi lấy khoảng năm à hay là cứ để nấu để là có thứ nó lạc trắng là còn vui ấy mà ra đủ đi mua tôi lấy 100 gói nữa là, làm cái nồi khổng lồ nhá còn cái này ta thấy không cái thế nào đấy vừa bỏ ra ruồi nó đã bầu khí rồi đi mua đi em không biết mua đây anh em mình đã chuẩn bị được quá là nhiều thạch luôn phải mua sập cả cửa hàng mới mua được số quả đây là số thạch này làm món thạch siêu khổng lồ đổ vào đây để hòa với đường đã kéo đâu ấy kéo đi không biết là có thành công không đấy quả này mà thành công là hơi bị kinh khủng thôi đấy hòa cái này với nước hòa cái này với đường tương tác với nhau ấy em tưởng là nấu riêng đây thành... anh lại làm tào lao và nó thành màu đây cho mọi người xem quả nồi khổng lồ sẽ nấu quả này nhé. Ui trời ơi. Đây. Đây. Ui. Quả này à? Quả nồi này lâu lắm. Lâu lắm mới sử dụng đến đấy. Không nấu cái gì thế đi anh từ Tết nấu bánh chưng được từ hôm nấu bánh chưng Tết này quả bánh chưng hiện thoại 50 cân nấu bằng cái nồi này này anh đi rửa đi đấy là anh em mình sẽ táng một nồi thạch đây cái nồi này không biết là có thành công không quả này cắt một tay cho biết sáng mất. Ôi, nhìn này. Chắc mưa rồi đó. Cho cả cái màu đen này vào này. Cái cầu mưa ấy, của em lập đàn cầu mưa tốt không? Thế gì? Ôi, cái màu hồng hồng này kiểu là... Kiểu gì thì nó cũng ra màu đục đục. Tại vì nó trộn màu hết vào nhau. Đấy, màu trắng này. Cái này màu hồng là gói màu, nó ra màu gì? Không biết. Cái màu hồng, đây là màu vàng này. Màu xanh này. Xanh đỏ tím vàng, đây vàng này đúng không? Mình lấy cái muôi múc đường vào đi. Đấy. 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 Chưa. Vẫn có gói ngọt, có gói không. Đấy đường đây này. Mày có làm sót gói nào không đây? Ngửi đó. Ôi trời ơi.
gì đấy? Chứ mình mày biết bao nhiêu đường đấy? Bóc cái gì? Cái nó mới ngọt, anh biết đi. Cái nồi của anh nó to như nào? To chứ, mày biết cái này bao nhiêu đường không? Cho một nửa, 1/3 chứ. Trong này nó có sẵn đường rồi. Trộn này. Ôi dồi ôi. Ngửa ra một tí là phá. Ê, cái mề ấy. Múc qua đầu mình trắng. Dốc như vậy. Nhìn em, nhìn em trộn như kiểu cơm vữa này. Xanh đỏ đây gọi là lên. Vừa nó trộn cho nó đều. Nó trộn khẽ thôi, nó bay hết kia. Mày lấy một ấm nước ra đây để nó khoáng cho nó đều. Nó đỡ bị bay chưa? Lạnh ông luôn, ông làm một phát một bao nhiêu đường như thế này. Thôi đứng. Lấy một kia nước ra đây. Đấy, nước mã để cho nó đỡ khó cục. Em ở đây nhá. Ừ. Ôi. Ra mắt rồi. Này ngọt quá không? Em chẳng đi mà múc. Tao bảo mày múc, tao bảo mày đổ tất vào đấy à? Chết đi cho nó xong. Chuyển sang chỗ trên nhỉ. Đây là chuyển các màu đi ăn nhỉ. Màu là màu. Màu này màu tổng hợp các bạn à. Màu bánh hóa tổng hợp. Đổ nước ra đấy, đổ nước ra đấy. Đổ như nhẹ chứ. Đổ làm cái gì? Đây là người phải ăn cho là mày. Chuyện ngứa cái đít tao. Thành một màu gọi là nhìn như kiểu màu thạch đấy. Thạch dê ấy nhỉ. Bây giờ mày ra kia đi, dòng máy bơm ra kia đi, xong lùi ra để ta tìm nhá. Giống máy bơm. Máy bơm nước thì chứ mày múc bao nhiêu lâu làm rồi. Thạch bên trong hành cái máy bơm. Mày múc bao lâu cho nó đủ được cái nồi to kia hả? Anh phênh anh cả chiều rồi. Ok. Vẫn có ăn cụ. Thấy chưa? Để bóp này. Cái tình. Chặt chặt cái ế. Cái gón á. Đấy là gón. Xa xa. Để làm cho sốt xịt vào. Đây sốt xịt đây. Các bạn nhìn thấy nhau. Đấy là đường đi. À. Chữ quan trọng. Anh vẫn chưa chữ quan trọng. Cái gì? Chữ. Sữa tao biết rồi nhưng mà mày bây giờ mày cho sữa rồi lắm thì mày ăn luôn đường với sữa đi. Mày tán cả một Âu kia rồi. Không, mày có sữa. Mày có sữa nữa, sữa ông Thọ. Mày muốn sữa ông Thọ cho mày không? Thôi tí nhá, mày nóng lửa đó. Khi đun được cái nồi nước kia. Đun nồi nước kia bao nhiêu lâu thì mới đủ. Mày muốn sữa ông Thọ đi. Anh ăn nó lên tết về. Nước kia, đâu thế? Chưa. Mày chưa vặn vặn cái kia ra rồi. Anh cắn đi, làm gì vặn nó ra. Đừng có cái xịt dính củi nhá. Ok. Nó chỉ ngắn như thế thôi. Có vặn kề. À ra được. Để mày rửa vòi đã. Để nó sạch sẽ. Để nó ăn vào mồm lại dành nó bẩn. Để nó có ổi. Con nó ra có ổi ăn. Ra nhiều quả ăn quá em đi sao? Mày tính rồi ấy. Tán thôi một cái nơi ạ. To vãi. La 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 la. Biết thử rồi. Thì tao biết ngay mà. Tao vả tao phát bây giờ. Thì to lên nó vẫn mẩu.
Vất vả mày không biết bấm cái này lại xong rồi cho nước vào à? Em không biết được, em không biết đục cái ống. Đu thì cũng vừa phải đi. Tí nữa tao đục cho mày để đấy. Tốt nhất là mày không phải làm gì đâu, mày ngồi im. Ok, ok. Vớt hết củi rồi, làm gì rồi? Thôi. Lại ông. Không có cần. Đưa đây. Mình khỏi đấy. Làm cái gì nữa, mấy cái kéo không lấy. Ông ra. Là mày lấy ngay cái vung đẩy vào. Đã sôi rồi. Ngoài lắm. Rồi. Tao bảo mày không kiếm mày làm cái gì mà. Mày đi. Này, em cũng đổi cho mấy phát rồi đây, nó ra đây. Ok. Ừ. Mày cần gì đây, bấm nó vào. Bấm nó vào như này này. Đấy. Anh này vãi. Có sữa. Anh ơi, sữa. Anh cho mình vãi. Thì tao bóp vào thế này khác gì hết rồi nè. Em làm sao anh bao lâu? Ôi, đi kia không, kia không? Đây. Sợ. Ôi, sợ. Nhìn như kiểu cappuccino ấy nhỉ. Biết không? Cappuccino gì? Như kiểu như cà phê cappuccino. À, mình nói tiếng Anh rồi vẫn bị đặt. Đi, ra lửa đây. Cái gì là cái gì mô à? Trời, cho tao mượn, chẳng biết nói tiếng mượn. Cái gì là cái câu? Cái gì là cái câu? Cái câu là cái gì? Câu này là câu bạc quân. Nào. Câu này. Ây xa. Ê. Kiểu gì sợ chết đấy. Cái gì sợ chết. Rồi, thiệt nước. Vào, cắm mấy bơm đi, Nhìn như kiểu nước rượu cua ấy. Cắm mấy bơm đi. Tí nữa. Em cắm đi, em vơi thôi à. Tí nữa sôi á. Sôi còn phải khoảng liên tục hồi á. Đây là chờ đợi các bạn. Nước nó nóng là phải khuấy liên tục. Thấy người ta bảo thế. Không biết có thành công không? Vâng. Ê, thằng kia. Không biết chín chưa nhỉ? Trên mạng á. Wow. Ui. Khả năng gần được rồi các bạn. Anh khởi đi em vậy. Ui da. Xem nào. Đang quyện quyện lại rồi các bạn. Quyện này chắc là quyện nó sôi. Các bạn sôi một lúc. Nhưng mà phải quấy liên tục. Sôi một lúc ra để ra. Đấy, hết vón cục rồi, hôm nay nó còn vón cục cơ. Sôi rồi. Không để ý tí, nó chào các bạn. Khả năng là được.
Điều này thì nó làm sao mà nó đông đá đặc được nhỉ? Nó loãng lắm các bạn ấy. Nó sao nó đặc được nhỉ? Hay là ít kia quá nhỉ? Ít thạch quá nhỉ? Nên là cứ phải nhấc xuống xem thế nào đã. Chắc là đỉnh nguội rồi. À quá các bạn. Chắc là đỉnh nguội nó mới đông được. Cách dập nước hiệu quả và an toàn. Sau một đêm em nó đã đóng cục rồi các bạn. Quần quá là kinh điển luôn. Chắc là nhưng mà tí nữa mọi người không biết đổ ra cái gì anh nhỉ? Uống từ cái mâm luôn à, mâm không vừa đâu, anh phải lấy cái chậu to. Anh em mình sẽ thưởng thức trước đã. Ở trong tủ lạnh đang còn một quả dừa đấy, để trong cái lạnh được quả đi vào đấy. Không, mình phải cắt cái kia ra xem thế nào đã, xong rồi mình dám đổ cái này không ăn được thì không. Nước mảnh đi đâu? Đấy, à dạ. Thấy chưa? Nó không trở thành cái kém. Nó bị phề ra. Đáng nghĩa là phải để in cho nó. À, để cả vỏ cứng ở ngoài. Mát mát. Để tủ lạnh cho mát. Nó ngấu là bị chạy cho nó mát mát đấy các bạn. Ấy, nguyên khuôn luôn. Đâu, chúng ta bay ra đất. Nguyên khuôn bụng. Đấy, bây giờ này. Đây. Ấy, ấy xà. Đấy, như bánh đúc bình. Ấy xà, được đấy. Đây. Mời tất cả mọi người nhá. Các bạn miếng sạch nhá. Ngon phết đấy chứ. Được. Nhà. Ừ. Thử đã. Rồi chết cha rồi. Bé rồi. Làm nào bây giờ? Bố ơi, giờ đổ ra đâu được? Đổ ra đâu được? Mẹt rồi. Mẹt à? Mẹt, mẹt to cơ. Mẹt một bài túi mà. Mẹt từ trên sấn giả chưa? Chỉ lấy mẹt thôi. Cái này không vừa. Ôi. Ôi cắm lợn, mày vừa ăn cắm lợn lúc nãy đấy. Chúng vào đây anh. Chúng vào đây. Bôi bôi. Này 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 này. Chưa to còn luôn. Chỉ như người cáo lợn. Hôm qua con vớt cái bọt ở trên này, đúng hả? Được mà mua hơn một đêm đi. Anh cứ ngẩn ra đằng sau ấy. Nhiều quá là nấu nhiều. Nào ôi đẹp. Ôi. Nhìn thấy nhiều nơi sơn cháy. Chia cho lại nha. Ui. Cái cháy. Hơi cháy tí các bạn. Cho các bạn xem. Ngon đấy. Đây các bạn xem đi. Giống nơi sơn cháy. Ở mặt dưới đây như kiểu mặt nồi cắm lợn đấy. Đấy. Được chưa? Để hẳn một đêm nó mới được như thế này các bạn. Anh đang còn trong kia đi thử một chén không? Hả? Thử nó đang đẹp. Vị nó bồng bềnh. Sao? Thử là nào rồi? Thử kiểu gì bây giờ nhỉ? Thấy á. Thấy được gì kia nè, ta đang tính. Ăn trà sữa. Bây giờ à, hay anh em mình làm ao trà sữa ấy. Ừ. Đấy.
mày lấy nguôi rất ít đây này. Đấy, đeo, phép, thế này. Phép, nguôi. Ai, cẩn thận hỏng. Ừ, hỏng đấy. Cẩn thận à. Bây giờ mày lấy muôi đi. Mình khoét múc ra đây này. Anh khoét hết mà cái cháy này ra. Cháy kệ nó, không. Đừng. Bây giờ khoét cháy lại phải làm bỏ một mảng ở trên. Cần đây. Thôi kệ nó. Ừ. Cái đáy nồi các bạn. Nó hơi cháy. Cháy, trà sữa cháy. Đấy là cái màu nâu ấy. Ừ, lấy muôi đi, lấy muôi. Hết lỗ rồi. Em chuyên gia cái vụ này rồi. Em kết cho. Đừng. Tóc phá, tóc phá. Đây nhá, tóc lại. Đứng dần ra. Em đứng nhá. Đứng dần ra, đấy. Thế ra thì tao tròn đấy nè. Sao hôm qua nó rõ đầy mà hôm nay nó lại nó bốc co lại nhỉ? Đào ao thả cá. Thôi đừng chặt đấy. Tí nữa tại vì tí nữa tao đổ vào nó có. Đó, kia đấy, có cái gì đấy. Thôi thế không? Rồi anh em mình sẽ làm thau gọi là cái gì? Thau quả dâm. Chả sữa. Đây là thạch rau câu này. Chả sữa à, quả dâm. Ờ đúng rồi, kiểu nó thau quả dâm. Đấy. Chà. Ngon luôn nhé. Cho đá vào đi, cho đá vào đi. Cho em kiếm cho trước mà cho. Cho đá vào trước đã, không nhỏ kia. Đổ sữa đây. Thế thôi. Rồi, ok. Cho sữa vào nha. Nào. Đổ khẽ thôi bắn. Sa. Anh thấy em thích cái quả này được không? Mời tất cả mọi người nhá. Mày hút cho con tí nước mà mỏi hết cả bụng. Mình của mày dài quá rồi thế này. Mãi nó chẳng đến nơi ấy. Chắc phải ngồi đi ra đây. Mãi nó chẳng đến nơi. Ấy, tán đệ có làm tí không? Con lên làm tí chạy, nhanh. Ở đây. Ngại à? Mỏi mồm. Có biết chưa hổ mát nhỉ? Ngon các bạn. Ăn thạch. Nó chẳng có thạch thì anh. Đấy, mình lại khuều thạch ra. Khuều thạch ra thì em làm miếng hả? Đấy, đấy, khuều thạch ra. Người ta gọi là một công ba việc. Đấy. Đấy, em thử nhé. Cái muôi của mày kia thì tao làm miếng thạch này. Thạch này. Dưa hấu này, sữa này. Đấy, mời các bạn nha. Tuyệt vời. Mời các bạn miếng. Miếng gì nhỉ? Cái món này là món gì ấy? Món này là món hoa quả dầm Dubai. Hoa quả dầm Dubai trong ao thạch khổng lồ.
nhất là mời thật. Thằng quá không ạ? Mà lấy thì thằng quá. Chưa đến nơi, đến đây rồi, đến đây rồi. À, đến rồi. Con mày lấy môi một múc. Thủ chó. Mấy cái tên. Thủ chó, thủ chó. Cái này của mình thiết kế thủ chó các bạn ạ. Dít mỏi mồm chẳng được. Cái gì này? Đấy, bây giờ là thạch nha, khều thạch ra. Ừ, ăn miếng thạch nào khều ra. Đấy, chấm vào sữa. Hút sụt. Đây là thạch đấy các bạn. Mình múc luôn là gì đấy? Khều thạch ra để ăn. Quả thạch này à, quả thạch này phải nặng đến gần tạ mất. Nổi đến 100 lít. À 120 lít nhưng mà lúc mình nấu nó đây mời các bạn thạch nha. 2/3 cái nồi xong rồi sao nó ọp lại từng này. Ngon đấy. Chẳng hiểu sao luôn. Ngon ngon. Ăn thạch thì mát nhỉ. Như kiểu gì thuốc lào ấy. Này nhỉ.